Lũ lụt tàn phá bờ đông của Mã Lai, tin từ Kuantan. Hơn 13.000 người đã phải di tản ở bờ đông của Mã Lai do mưa mùa xối xả đang rút xuống khu vực. Một số các cư dân tại các tỉnh Kelantan, Terengganu và Pahang đã phải di tản ra khỏi nhà từ tối hôm qua. Truyền thông địa phương đưa tin tỉnh miền đông bắc Terengganu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và một người phụ nữ đã bị thiệt mạng, trong khi 6.500 người đã phải di tản. Nhiều căn nhà và xe cộ tại các khu vực thấp đã bị ngập lụt. Gần 200 trung tâm cứu trợ tạm thời đã được dựng lên để phục vụ nhu cầu của những người di tản tại ba tỉnh ven biển khi các nỗ lực cứu nạn vẫn còn đang diễn ra. Chính quyền Mã Lai cảnh báo rằng tình hình có thể còn trở nên xấu hơn nếu như mưa tiếp tục nặng hạt. Bờ đồng thường bị lũ lụt gần như mỗi năm do mùa mưa từ tháng 11 cho đến tháng 2.